Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 24, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra kho chứa hàng thực phẩm tại số 115, đường Đồng Tiến, thôn Quyết Tiến, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ gần 4 tấn xúc xích và cánh gà không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ số hàng trên, đồng thời khai nhận thu mua số hàng hóa này trôi nổi trên thị trường về bán cho các đại lý trong xã La Phù và các tỉnh lân cận, thông qua các trang thương mại điện tử, trang mạng xã hội. Theo đó, thời gian gần đây, các mặt hàng như xúc xích, chân cánh gà, bỏng ngô, nem chua rán được bày bán phổ biến tại các cửa hàng bán đồ ăn vặt, gánh hàng rong xung quanh các trường học và khu vực lân cận trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các trường học tăng cường phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho giáo viên, học sinh. Các bậc phụ huynh cần chủ động lựa chọn, hướng dẫn con em mình mua, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm.